Bác sĩ Nguyễn, cô giỏi thiệt, giỏi lợi hại lắm. Cảm ơn. Chào bác sĩ Nguyễn, tối qua không tệ nha. Cảm ơn. Tiểu Nguyễn, thật không tệ nha, vừa đủ rồi đó. Nãy giờ trên đường rất nhiều người chào hỏi tôi. Bác sĩ Nguyễn, xin chào. Chào. Đoạn phim cô cứu người hôm qua đã gửi đến trang mạng nội bộ bệnh viện, chia sẻ khắp các nhóm luôn. Còn có rất nhiều người gửi tin nhắn cho tôi, muốn làm quen với cô nữa. Tự nhiên thấy áp lực quá ta. Đừng có chảnh à. Không được kiêu căng, cô vui tới nỗi sắp bay luôn. Đi nhanh rồi. Lên. Lưu Tranh, ngày hôm qua cô làm khoa mình nở mày nở mặt quá. Mặc dù người làm phẫu thuật là bác sĩ Ninh, nhưng cô góp công cứu mạng rất lớn đó. Ê, tôi là người đã tận mắt nhìn thấy. Hôm qua bác sĩ Nguyễn trong phòng mổ làm dẫn lưu não cho bệnh nhân, chính xác một phát ăn ngay, trình độ chuẩn mực như trong sách giáo khoa luôn. Cô ấy sắp ngang hàng với tôi luôn rồi. Bớt nói đi, Lưu Tranh giỏi hơn cậu nhiều đó. Chứ gì nữa, phải rồi bác sĩ Nguyễn. Tôi nói cho cô nghe, hôm qua mấy tên bác sĩ độc thân ở khoa khác xin số của cô đó, nhưng tôi không có cho. Tôi nói với họ là cô là Hoa đã có chủ từ lâu rồi. Tôi chia tay rồi. Hả? Chia tay rồi? Không phải chứ. Thật đó hả? Không phải chứ, phó chủ nhiệm Ninh cầu hôn lãng mạn lắm mà. Nhưng mà nguyên nhân là gì vậy? Thầy Ninh à, Nguyễn Lưu Tranh nói hai người chia tay rồi, có thật không vậy? Thật đó. Như vậy là xác nhận rồi sao? Xác nhận chia tay. Chúng tôi đều đang đợi uống rượu mừng mà. Đúng đó, chúng tôi còn đang đợi uống rượu mừng mà. Không có rượu mừng uống đâu. Để tôi mời mọi người đi ăn. Hai người đó không phải đang giỡn với chúng ta chứ? Đúng đó. Vậy chúng ta chỉ có thể đợi ai kia mời rồi. Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, đi khám bệnh thôi. Đi thôi. Đi thôi. Trời, đi đâu đó, đi vào, có chuyện rồi. Hả? Mọi người tập trung lại đây. Tôi có chuyện này cần thông báo. Hôm qua bác sĩ Nguyễn xung phong cứu người, gặp nguy không sợ. Lãnh đạo bệnh viện đặc biệt gọi điện biểu dương, có lời khen cô ấy, y đức y thuật song toàn. Hy vọng mọi người đều lấy bác sĩ Nguyễn mà làm gương. Chủ nhiệm, hôm qua ông đâu có nói như vậy. Hôm qua ông nói chuyện này nếu xảy ra vấn đề gì thì không ai gánh nổi trách nhiệm mà. Tôi có nói sao? Dạ có. Nói tóm lại, mọi người đều phải học tập bác sĩ Nguyễn đây. Với lại, hôm qua nhờ có luật sư Tiết giúp đỡ mới tìm được người nhà bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn, cô phải thay tôi, thay mặt bệnh viện ta cảm ơn cậu ấy thật cẩn thận. Chủ nhiệm Lương, ông cứ từ từ cảm ơn nha. Chúng tôi đi khám bệnh đi, đi thôi. Ninh Trí Khiêm, lát nữa tôi nói chuyện riêng với cậu. Được. Nói thật, tôi thật sự không ngờ cô với Ninh Trí Khiêm sẽ chia tay luôn đó. Tôi cũng không ngờ mà. Mà tôi muốn nhiều chuyện chút, có khi nào là vì luật sư Tiết hay không? Đương nhiên không phải. Thật ra tôi thấy luật sư Tiết cũng không tệ đâu nha. Cô có thể suy nghĩ thử. Thật đó. Cô xem, hai chúng ta cũng trạc tuổi nhau đúng không? Ừ. Cô đã là tiến sĩ, còn tôi vẫn là thạc sĩ. Không phải tôi đang cố gắng đuổi theo cô sao? Cẩn thận có ngày tôi vượt qua cô đó. Cô cũng đã đi nhanh lắm rồi, nhưng muốn vượt qua tôi thì đừng có mơ nha. Cô với Trình Châu Vũ định khi nào có tin vui đây? Dạo này anh ấy cứ trốn tránh tránh, né mít. Theo như tôi hiểu về anh ấy, tôi cảm thấy anh ấy là người rất là thực tế. Chắc là anh ấy có áp lực gì đó. Tôi nói cô nghe, anh ấy là người rất tốt. Trước đây ở trường anh ấy nổi tiếng là một chàng trai ấm áp đó, rất ấm áp. Thật vậy sao? Đương nhiên. Vậy lúc còn đi học anh ấy có lịch sử đen tối nào hay không? Mà nói tôi nghe đi. Vậy cô định hối lộ tôi cái gì đây? Hai người thân thiết từ khi nào vậy? Thầy Trình, nhanh lên ngồi kế em nè. Mọi người ở khoa thần kinh hả? Chúng tôi ở khoa tim mạch, mời mọi người uống nước. Cảm ơn. Chúng ta làm cùng bệnh viện, sau này giúp đỡ lẫn nhau nha. Chắc chắn là vậy rồi hả? Phải rồi, với mấy ngày trước tôi có nhận một bệnh nhân rất đáng yêu là bé gái. Lúc cô bé đi còn bắn tim cho tôi như vậy nè. Trùng hợp hả? Tôi cũng đang định tìm cậu. Nói đi.
hôm đó cậu báo cáo việc cấp máy của tôi là có ý gì? Chủ nhiệm Lưu, chiều nay tôi còn có việc. Đợi tôi xong việc hết bận rồi nói, ăn cơm trước đi. Đinh Trí Khiêm, cậu tránh được 11 không tránh được 15 đâu. Được rồi, không nói tới nữa. Mấy ngày nay trong viện đang xôn xao chuyện khu số 3 các cậu chọn chủ nhiệm. Cậu cũng biết, từ sau khi chủ nhiệm Trương nghỉ hưu, chức chủ nhiệm vẫn luôn bỏ trống. Công việc ở khu số 3 luôn do cậu và bác sĩ Tiền cùng nhau canh gác. Bây giờ ý lãnh đạo bệnh viện là muốn nhanh chóng chọn ra chủ nhiệm mới. Cậu nói xem, giữa cậu và bác sĩ Tiền ai thích hợp hơn? Ông muốn nghe ý tôi sao? Đương nhiên là tôi phù hợp rồi. Người trẻ tuổi bây giờ không khiêm tốn gì ha. Mà đương nhiên về kỹ thuật thì cậu giỏi hơn, nhưng mà về kinh nghiệm thì cậu thua rất nhiều. Nếu bổ nhiệm theo kinh nghiệm vậy ông hỏi tôi làm gì chứ? Cảm ơn nha. Mời các anh nha. Mời các Sáu. Cậu nhớ không? Cái này á là số 1 luôn đó. Ngày đầu tiên cậu đến Bắc Nhã, bây giờ tăng 2 lần vậy. Người tới đón cậu là tôi. Tôi nhớ lúc đó cậu khiêm tốn, kính tiếng, lịch sự. Nhưng mà bây giờ con người ai mà chẳng thay đổi. Đúng vậy, nhưng tôi không ngờ cậu sẽ chủ động cạnh tranh để làm chủ nhiệm. Bất ngờ? Bất ngờ, tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối nữa. Sao tôi phải từ chối chứ? Vậy cậu nói coi, tại sao cậu lại muốn làm chủ nhiệm? Vì tôi cảm thấy không có ai thích hợp hơn tôi nữa. Thầy Ninh à, anh vẫn chưa về sao? Luận văn chuẩn bị tới đâu rồi? Em gửi dàn bài cho anh rồi đó, anh xem qua chưa? Bây giờ anh xem. Em phải làm nhanh lên. Anh muốn bài em phải đăng lên trên danh mục trích dẫn khoa học. Đăng trên đó? Chưa gì đã khó vậy sao? Làm học trò của anh là vậy đó. Chúng ta phải nhanh chóng vào nề nếp. Lát nữa anh tổng hợp tài liệu lại rồi gửi cho em. Tự em nghiêm túc nghiên cứu rồi lựa chọn đề tài, sau đó chúng ta sẽ thảo luận. Dạo này chắc chắn em sẽ nhiều việc lắm đó. Được, không vấn đề. Anh gửi rồi đó. Nhận được rồi. Về rồi sao? Đừng có về phòng, qua đây. Qua đây con. Con ăn tối rồi. Con ăn tối rồi hả? Qua báo cáo chút đi. Báo cáo chuyện gì ba? Cái con bé này làm sao vậy chứ? Chuyện lớn tới như vậy cũng không về nhà nói một tiếng. Là chuyện gì? Chuyện của con ba mẹ biết rồi. Cứu người giữa đường, chuyện lớn như vậy sao con không nói? Chuyện như vậy phải biểu dương nhiệt liệt chứ, có phải không? Đúng rồi, ngầu biết mấy. Đúng là ngầu thì có ngầu thiệt, nhưng mà chuyện này nghĩ lại cũng thấy sợ thiệt nha. Lỡ xảy ra chuyện gì là mất một mạng người đó. Đúng vậy. Con nói xem, chuyện lớn như vậy mà không nói gì với mẹ hết. Trời ơi, nếu con nói hết những chuyện xảy ra mỗi ngày với mẹ thì tối mẹ ngủ nổi không? Hời, chỉ chuyện này thôi đã không ngủ được rồi, cộng thêm chuyện con không kết hôn nữa. Hời, mẹ phải uống thuốc an thần. Mẹ đừng lo mà ha. Mẹ không lo được hả? Con nói xem, con bao nhiêu tuổi rồi mà hôn nhân chưa tới đâu. À phải rồi, hôm đó sau khi con và Tiểu Tiết đi ra ngoài, mẹ cậu ấy cứ hỏi thăm về tình hình của con suốt. Nghe bà ấy nói chuyện hình như thích con lắm á. Thôi đừng có nói nữa. Hôm đó mẹ con khen con đến mức ba ngồi kế bên cũng thấy đỏ mặt. Đỏ mặt gì chứ, con gái chúng ta vốn đã xuất sắc. Phải mà. Đó đúng là rất xuất sắc. Bởi vậy đâu cần quảng cáo phải không? Trời ơi, được rồi, giờ con không muốn nói chuyện này nữa. Con đã nói rõ với Tí Vĩ Lâm rồi, tụi con không thể nào. Bây giờ con không chịu suy nghĩ, vậy định chờ tới bao giờ chứ? Mẹ thấy Tiểu Tiết tốt mà. Con nói xem, mặc dù nó nhỏ hơn con một tuổi,
Nhưng mà mẹ cảm thấy nó rất là chững chạc nha, hợp với con nữa. Với lại nhà của mình cũng biết nhà người ta. Đúng vậy không? Mẹ nói nghe cũng đúng đó. Mặc dù luật sư Tiết không bằng anh rể của em, nhưng cũng không tệ lắm đâu. Được rồi, sao mọi người quay xe nhanh vậy? Nếu mà mẹ thích Tiết Vĩ Lâm như vậy thì nhận người ta làm con nuôi cũng được mà. Ơi, có đứa con trai như nó, mẹ lo lắng đủ rồi. Phải đó. Trời ơi, đừng quan tâm con nữa. Mẹ quan tâm con trai mẹ đi, có đúng không? Đúng đó con. Đừng có nói về chị con nữa, em phải để ý nó rồi đó. Đúng đó. Dạo này ở nhà đầu óc của con cứ như trên mây á. Có chuyện gì vậy? Đúng vậy, có chuyện gì? Con mà có người yêu gì chứ à? Con còn nhỏ như vậy à, đang dốc sức lo cho sự nghiệp mà. Lo cho sự nghiệp, lo sự nghiệp sao? Con có việc, giờ con phải đi đây. Kể vậy rồi còn đi đâu nữa? Con có việc mà. Nói có việc mà, kệ nó đi mẹ. Ê, thằng này chắc chắn là có vấn đề gì đó. Con có biết không? Không sao, chỉ là Đàm Nhã xảy ra chút chuyện, con nhờ nó để ý chút. Cái này thì nên làm. Vậy mau ăn đi. Chờ nãy giờ đói bụng quá trời. Sách in bằng công nghệ bảo vệ môi trường, ủng hộ văn hóa đọc lành mạnh. Công trình in ấn bảo vệ môi trường Bắc Kinh. Nè, được rồi, quyển này ba đọc hết cho con nghe rồi, mau ngủ đi. Ba ơi, ba với mẹ, mẹ Lưu Tranh thật sự không thể kết hôn với nhau nữa sao ba? Mặc dù ba mẹ không kết hôn nữa, nhưng mẹ vẫn là mẹ của con. Nếu con thấy nhớ mẹ thì có thể đi thăm mà. Vậy có nghĩa là mẹ Lưu Tranh chỉ không cần ba, chứ không có chơi con, đúng không ba? Đúng rồi đó. May quá, may quá. Ba ơi, nếu như mẹ Lưu Tranh không kết hôn với ba thì liệu có kết hôn với Tiết Vĩ Lâm không ba? Không phải chứ, thằng bé này sao vậy? Sao con có thể gọi thẳng tên Tiết Vĩ Lâm được? Mặc dù con với ba không thích người ta, nhưng người ta là người lớn đó, con phải gọi là chú hiểu không hả? Đúng là trước đây con không thích gì chú ấy hết, nhưng bây giờ con lại rất thích chú ấy luôn rồi. Con gọi chú ấy là Tiết Vĩ Lâm, vì chú ấy đã chính thức trở thành bạn của con. Con thấy con với chú ấy nói chuyện rất hợp nhau, cho nên con đã nhận chú ấy làm đại ca rồi. Nè, con học ai cái kiểu gọi đại ca như vậy? Có phải học theo Bác Nhị hay không? Toàn học cái gì đâu không à? Con nhận chú ấy làm đại ca thì chú ấy sẽ không cưới mẹ con được, còn dời ba. Con cảm thấy Tiết Vĩ Lâm nói chuyện cũng vui mà cũng đẹp trai nữa. Ba với chú ai đẹp trai hơn? Thì ba. Ba khỏe nhất, đẹp trai nhất. Ba còn khỏe nữa phải không? Phải. Có phải ba đấm một cái là người ta té xỉu luôn được không? Đúng vậy đó. Ba ơi, cuối tuần ba đưa con đi chơi đi. Cuối tuần này không được, ba phải tăng ca rồi. Vậy thì con sẽ rủ đại ca Tiết Vĩ Lâm với mẹ ra ngoài chơi nha ba. Không được. Sao vậy ba? Ba nói không được là không được, không có tại sao, mau ngủ đi. Ba rất đẹp trai, khỏe mạnh. Vô dụng thôi, đúng một hai ba là ngủ nha. Đẹp trai, khỏe mạnh. Ba, đẹp trai, hai, khỏe mạnh. Một, đẹp trai, ngủ đi. Khỏe mạnh. Ninh Trí Khiêm, Ninh Trí Khiêm, đi nhanh vậy làm gì, cậu làm tôi mệt đó. Có chuyện gì vậy chủ nhiệm Lưu? Chuyện khu ba các cậu chọn chủ nhiệm, tôi đã báo tên cậu rồi. Bệnh viện quyết định cho cậu cơ hội được làm ứng cử viên. Sao vậy, không vui à? Mọi người đã quyết định đúng đắn rồi đó.
Cậu mà lên làm lãnh đạo thật thì sửa cái tính này đi. Phải làm việc cho thật tốt đó. Tôi làm việc còn chưa tốt sao? Tôi còn nửa câu nữa. Sống khiêm tốn giàu. Nửa câu sau này tôi không làm được đâu. Cậu thì cậu thiệt. Xã giao không tốt, không quen biết rộng. Phải học cách giữ quan hệ tốt với mọi người chứ. Ừ. Cậu trả lời ngắn gọn vậy sao? Hả? Chủ nhiệm Lương, còn gì nữa? Tôi thấy lạ thiệt. Người khác đều chạy theo tôi để hỏi. Cậu giỏi rồi thì làm ngược lại. Làm như tôi cầu xin cậu không bằng. Tôi phục cậu rồi đó. Tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu có muốn được chọn không đây? Đương nhiên muốn rồi. Ông bỏ phiếu cho tôi là được rồi. Cậu trả lời tôi đi. Tại sao lại muốn làm chủ nhiệm? Lần trước tôi nói rồi mà. Nói nghiêm túc đi. Thì tôi cũng cảm thấy nếu giao khu số 3 cho tôi chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Tôi đã soạn sẵn bản kế hoạch cần làm gì. Cuối cùng ai làm chủ nhiệm thì tôi cũng sẽ chia sẻ phương án này. Vậy thì còn được. Tôi đợi xem kế hoạch. Cố lên nha. Nhất định phải được chọn. Nghe nói gì chưa? Sẽ bỏ phiếu bầu chọn chủ nhiệm khu số 3 mình đó. Vậy anh nghĩ Lão Tiền với lại thầy Ninh ai sẽ được chọn? Khó nói lắm. Nhưng cá nhân tôi nghiêng về phía bác sĩ Ninh. Đúng, Lão Tiền với thầy Ninh kỹ thuật khó phân cao thấp. Nhưng thầy Ninh thiết diện vô tư, công tư nghiêm minh. Tôi phục anh ấy. Anh thấy sao Lão Trình? Ồ, tôi cũng thấy vậy. Anh cũng muốn bỏ phiếu cho thầy Ninh, đúng không Trình Châu Vũ? Em chọn ai, anh chọn người đó. Lão Trình, anh với bác sĩ Ninh là bạn học cùng một lớp. Chắc tình bạn cũng thân thiết ha? Tôi với Lão Ninh không phải thân bình thường đâu. Nhưng mà con người tôi, đối với mấy chuyện lớn này thì rất có nguyên tắc. Không thể nhìn tình cảm, đúng không? Em đồng ý đó. Mặc dù là học sinh của thầy Tiền, nhưng mà em cũng muốn bỏ phiếu cho thầy Ninh. Tốt lắm, không thiên vị người nhà. Công bằng, công chính. Công khai. Vất vả rồi. Đàm Nhã, cậu ổn không? Lúc nãy ở phòng điều trị tích cực, tôi thấy Phó Tiểu Tuệ rồi. Ừ. Lúc trước tôi còn nghĩ nếu có ngày nào đó tôi gặp cô ta thì sẽ thế nào. Tôi sẽ mắng cô ta một trận đã đời, hay là giống như những tình tiết ở trong phim, nói một đống đạo lý đao to búa lớn cho cô ta xấu hổ. Nhưng mà tôi cũng không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Chuyện đã qua thì để nó qua đi. Giờ cậu có thể bắt đầu lại từ đâu rồi? Mấy ngày không gặp mà cậu ốm rồi kìa. Tôi ốm sao? Ừ. Chuyện tốt mà, coi như giảm cân luôn. Vậy sao được chứ. Tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon. Cho cậu mập lại như cũ nha. Cảm ơn cậu nha, cậu đúng là bạn thân của tôi đó. Nè, người nhà Giang Thành không đến làm phiền cậu nữa chứ? Anh ta đã ký đơn ly hôn rồi, đợi xuất viện thì đi làm thủ tục thôi. Thật sự không ngờ, chúng ta cứ đi một vòng lớn, cuối cùng hai chúng ta cũng đều độc thân hết. Tôi thấy vậy cũng tốt mà. Như vậy xem ra nhẹ nhõm hơn. Vừa hay có thể ôn tập để thi chứng chỉ y tá cao hơn rồi. Ừ, chúng ta cùng cố gắng nha. Tôi tới phòng bệnh đi. Được được. Được rồi. Tôi đi trước nha. Bác sĩ Trinh. Bác sĩ Trinh. Hôm nay đổi ca giúp tôi. Tôi bù lại cho anh hai lần được không? Hôm nay không được, tôi có việc, lần sau đi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Sao? Đúng là có bồ quên bạn mà. Sao vậy? Đổi ca sao? Phải đó thầy Ninh. Có chuyện gì? Bạn gái em đòi chia tay hoài. Tối nay mà không gặp là xong luôn á. Vậy tôi đổi cho cậu. Vậy có ổn không? Có gì mà không ổn chứ. Chuyện tình cảm quan trọng, đi đi. Vậy em có bị đuổi gì không vợ? Đuổi gì mà đuổi chứ.
đúng lúc tôi cần phải xử lý tài liệu. Đi mau lên, theo đuổi. Cảm ơn thầy Ninh nha. Thầy Ninh còn chưa về sao? Tăng ca. Tưởng không xếp cho anh trực đêm nữa, hôm nay sao lại trực à? Giúp Tiểu Ngô để cậu ta yêu đương. Đúng lúc bây giờ rảnh, nói về luận văn của em đi. Được. Em đã tham khảo cái này. Đi thôi. Nè, anh nhìn thấy gì chưa? Nhìn thầy Ninh không giống như muốn chia tay với Lưu Tranh vì còn tình cảm nhiều lắm. Vậy em mong họ quay lại với nhau hay là không vậy? Chuyện đó liên quan gì tới em? Nhưng em thấy Nguyễn Lưu Tranh bây giờ khá ổn rồi. Cô ấy một lòng theo đuổi sự nghiệp. Thầy Ninh còn giúp cô ấy làm luận văn nữa. Em phải cố thôi, không thể thua cô ấy được. Cô ấy có Lão Ninh, em cũng có anh rồi mà. Hồi xưa ở trường y, anh cũng là sinh viên xuất sắc đó. Chỉ mỗi tội số anh hơi đen, gặp thần học như Trí Khiêm thôi. Nếu không anh cũng là ngôi sao sáng chói, vừa học giỏi vừa đẹp trai. Em thấy vẫn chưa đủ đâu, còn thiếu một cái nữa. Em thấy anh vẫn còn ưu điểm khác nữa sao? Là ngôi sao khoác lác đó. Em không tin anh phải không? Bàn chuyện tối nay ăn gì đi. Đi, anh đưa em đi. Em lái xe đi, anh dẫn đường. Được. Giao đoạn tới rồi đây. Ơi, luật sư Tiết, sao anh lại tới đây? Cô trực đêm mà, đồ ăn bên ngoài không tốt. Mẹ tôi nấu canh cho cô, còn làm thêm mấy món cô thích nữa. Món tôi thích ăn. Đã, sao? Đúng vậy, bà qua đó ăn đi. Đúng là phiền anh với cô quá. Sau này nếu cô thích ăn, tôi sẽ kêu mẹ làm mỗi ngày cho cô ăn luôn. Thế sao? Thơm quá đi. Đói rồi hả? Đói thật đó. Thầy Ninh à, ăn chung đi. Cảm ơn. Đây, ăn đùi gà này đi. À, bổ sung đạm. Anh đừng lo cho tôi, anh cũng ăn đi. Ừ. Có ngon không? Vừa miệng chứ. Ừ, ngon thật đó. Đây, ăn thêm rau đi. Tôi thấy bình thường cô dứt dảo quá. Canh này ngon quá. Bác sĩ Ninh, đồ ăn tới rồi. Cho liền. Gọi đồ ăn ngoài sao? Cảm ơn. Không có gì. Ăn được không? Mặn nhà vừa đủ. Vừa miệng ha. Ừ. Cảm ơn cô giùm tôi nha. Không sao. Đây, uống đi. Canh phải ăn lúc nóng.
Đây, cô ăn tôm đi. Thầy Ninh à, sao lại ăn xương nướng? Tôi còn tưởng anh không ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe chứ. Lần trước đi chơi cũng không thấy anh ăn. À, cũng phải, ăn mãi một vị cũng sẽ ngán thôi. Đổi khẩu vị một chút cho mới mẻ hơn chứ, đúng không? Ăn nữa đi. Ngon đúng không? Có ngon không? Tôi no rồi. Vậy sau này tôi nói mẹ nấu ăn cho cô nữa nha. Để tôi đi rửa. Ê, để tôi đem về. Tôi đem về. Anh đi từ xa tới mắc công quá. Không sao, chỉ cần cô thích tôi không phiền một chút nào. Vậy tôi đi trước nha. Đây. Được rồi, không cần tiễn. Chút nữa còn làm việc mà. Chủ nhật nhớ đến nhà tôi ăn cơm nha. Ừ. Với lại bình thường nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, cô có biết chưa? Ừ. Anh yên tâm. Ừ. Được rồi, tôi đi nha. Được. Vậy tôi đi làm việc tiếp nha. Được rồi, tạm biệt. Cảm ơn anh nha. Thầy Ninh à, tạm biệt. Gỡ vàng bài qua anh xem. Gửi qua rồi đó. Trường của mấy anh cũng khá đẹp đó. Đúng không? Ừ. Hôm nay dẫn em đi chơi ở trường cũ của anh, để em có thể ngắm nhìn nơi anh sinh sống và học tập trong 8 năm. Toàn bộ thanh xuân của anh đều ở đây hết. Được, nhưng mà bây giờ em đói rồi, có thể dẫn em đi ăn cơm được chưa? Đói hả? Ừ. Được, trạm đầu tiên, nhà ăn sinh viên. Cảm ơn. Sao mà anh mua nhiều vậy chứ? Sắp xài hết lương nửa năm của anh luôn hay sao vậy? Có cảm thấy tiếc không đó? Không mời em đi ăn tiệc được thì cũng phải ăn thoải mái ở nhà ăn chứ. Nhưng mà nói thật nha, đồ ăn ở căng tin trường anh cũng được đó. Đúng rồi, hôm nay anh cũng mới phát hiện. Hồi trước đi học thì cơ bản anh chỉ ăn một món. Anh ăn món gì? Bánh bao. Anh thích ăn bánh bao tới vậy hả? Không phải vấn đề thích hay không, mà là bánh bao quá lời. Em xem, trong một cái bánh bao có rau, có thịt, có đường, có bột, dinh dưỡng phong phú, lại còn cân bằng. Với lại, đồ ăn ở trường anh phần rẻ nhất thì khoảng 8 đồng. Rồi thì bánh bao chay 1 đồng một cái, bánh bao thịt 1,50 đồng. Hồi đó anh sáng thức dậy ăn cái bánh bao thịt, trưa ăn 2 cái bánh bao chay, buổi tối ăn 3 cái, một mặn 2 chay. Tiền ăn cả ngày cũng không bằng một bữa của người ta. Hơn nữa trường của anh á, có rất nhiều loại bánh bao.
bánh bao bắp cải, bánh bao hẹ, bánh bao rau cần, bánh bao dưa, bánh bao cà rốt, bánh bao khoai tây, còn có bánh bao nhân đậu hũ nữa. Em chưa ăn đúng không? Anh ăn bánh bao suốt 8 năm, biệt danh hoàng tử bánh bao cả trường đều biết hết luôn đó. Rồi. Anh giỏi tính toán như vậy thì thật sự không nên học y đâu, anh nên học ngành gì kiếm được thật là nhiều tiền, ví dụ như là kế toán tài chính các thứ đó. Lúc trước anh xem bộ phim truyền hình, thấy nữ bác sĩ trong phim đều rất xinh đẹp, ai cũng đẹp như em hết, anh mới quyết định đi học y. Thôi đi, tào lao nữa rồi. Nói chuyện nghiêm túc đi. Sao anh lại đi học y vậy? Hồi anh học trung học, ba anh... Nhà anh dốc hết tiền chữa bệnh cho ba, cuối cùng cũng không cứu được ba. Rồi ba anh qua đời. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu anh là một bác sĩ thì có phải có thể cứu được ba mình không? Sau đó bắt đầu cắm đầu vào học. Anh liều mạng thi vào học viện y. Nhà không có tiền, mẹ anh đi mượn khắp nơi, gom đông gom tây, cuối cùng cũng gom đủ học phí. Sau đó còn lại một ít tiền thì mua một vé đứng. Anh đứng suốt 30 mấy tiếng đến Giang Châu. Dọc đường anh đang suy nghĩ, sau này anh nhất định phải là một bác sĩ tốt, tận tâm tận sức để cứu lấy những bệnh nhân cần anh. Bây giờ anh đã là một bác sĩ rồi nè, lại còn là bác sĩ giỏi nữa chứ. Viên Viên, có chuyện này anh luôn muốn hỏi em. Có phải em cảm thấy bối cảnh xuất thân và môi trường trưởng thành của chúng ta chênh lệch quá hay không? Vậy thì đã sao? Anh cảm thấy hai người hoàn cảnh giống y như nhau mới có thể bên cạnh nhau, mới có thể yêu nhau đúng không? Anh lo sau này sẽ có một ngày hai chúng ta vì không đồng quan điểm mà cãi nhau. Ờ, vậy dễ thôi. Khi quan điểm hai chúng ta không hợp, bất đồng ý kiến thì anh cứ nghe em là được rồi, được không? Cũng phải. Vậy vấn đề đã được giải quyết trong vui vẻ. Được, anh đều nghe em hết. Đàn em đang nhìn đó, chú ý hình tượng chút đi. Mau ăn đi. Ăn xong anh đưa em đến con đường tình yêu rất nổi tiếng của trường anh. Được. Gà bắp rang, đùi gà, xương xào chua ngọt. Ăn nhiều vô đi ha. Sau này anh ở với em chỉ có ăn thịt, không có cho ăn bánh bao đâu.
Ngủ ngon ghê ha. Đó là luận văn em mới sửa, anh xem thử đi. Anh thấy sao hả? Không ra sao hết. Tự em xem đi. Phần diễn giải cũng không rõ ràng. Hướng đi của em sai hết rồi. Sai ở đâu? Sao em không dùng hướng như anh nói? Mất bao công sức, anh tận tình giúp đỡ, mà em không hiểu gì, cũng không chịu nghe gì luôn hả? Tại em đâu có thấy sai ở đâu đâu. Em chỉ đổi một cách tư duy khác thôi. Bác sĩ Nguyễn, anh hiểu là em muốn bay thật nhanh, nhưng em phải học cách đi trước đã. Sau đó em học đến chạy bộ rồi mới bay lên được chứ. Đây là luận văn nộp cho danh mục trích dẫn khoa học, không thể ngoan ngoãn làm chắc từng bước một được hay sao? Thầy Ninh à, em nghĩ anh có thể cho phép người khác được sáng tạo ở một mức độ nhất định không hả? Sao nhất định phải muốn người khác làm theo hướng đi của anh chứ? Anh là thầy của em nên phải chịu trách nhiệm với em. Em toàn kiếm cớ thôi. Anh không quản cuộc sống riêng của em, nhưng em phải sắp xếp đủ thời gian, sức lực cho công việc của mình. Anh yên tâm đi, dù lần này luận văn của em có được duyệt hay không, em cũng sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành. Với lại anh xem những gì em làm đi. Em làm không phải vì đánh giá thăng chức, cũng không phải để ra qua giai. Hơn nữa anh cũng từng nói, khi làm khoa học, nếu phát hiện ra một con đường không đi được, như vậy thì cũng là tốt mà. Với lại đó cũng là cách cống hiến cho khoa học. Dù có sai thì đó cũng là cống hiến. Anh là thầy của em, nhiệm vụ anh giao cho em đều cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Nhưng mà em cũng có cách sắp xếp thời gian của em, có lịch trình của em. Đó là chuyện riêng của em. Còn bây giờ, sự nghiệp học hành em bỏ 3 năm, đang cố gắng bù đắp lại. Cuộc sống riêng của em đã bỏ lỡ 3 năm, em không được phép bù sao? Chuyện đó của em anh không quản được. Anh chỉ quan tâm đến chuyên môn thôi. Anh không có quyền, cũng không muốn quản mấy chuyện này. Không quản thì thôi. Bị sao vậy? Bị em chọc tức đó. Nhỏ mọn vậy sao? Đau dạ dày rồi à? Giờ em có thể để cho anh yên được hay không? Có thuốc không? Không có. Dạ dày anh vốn đã yếu, anh không biết hay sao? Lại đi ăn mấy thứ dừa cây, dừa nhiều dầu này. Lúc nãy anh ăn, sao em không nói chứ? Không phải anh muốn ăn một mình sao? Đáng đời. Đứng dậy đi. Làm gì? Phải đi cấp cứu đó. Tránh ra đi. Uống chút nước được rồi, không sao đâu. Uống nước thôi sao mà được chứ? Không sao. Đi cấp mà. Cứu đi. Uống nước nóng. Đi cấp cứu. Uống nước nóng thôi. Uống nước nóng vô dụng thôi. Bệnh cấp cứu bận lắm đó. Ủa? Lão Trần. Không phải bác sĩ Ninh sao? Bị sao vậy? Cẩn thận một chút. Co thắt dạ dày. Đau dạ dày hả? À, là bệnh cũ thôi. Tôi cho anh xét nghiệm nha. Bây giờ xét nghiệm trước. Đi. Từ từ, từ từ thôi. Xong rồi hả? Ờ. Đây. Đưa tôi xem. Bác sĩ Ninh, phiếu xét nghiệm này không cần tôi phải giải thích nhiều chứ. Viêm dạ dày là do căng thẳng thần kinh. Dạo này có phải là công việc áp lực quá không? Hay là chịu đả kích gì rồi? Lão Trần, anh kê thuốc cho tôi đi. Cảm ơn. Tôi kê thuốc cho anh, nhưng mà vẫn phải dặn dò anh mấy câu. Bình thường bản thân của anh phải tự điều chỉnh tâm trạng. Viêm dạ dày là do nguyên nhân thần kinh. Thứ nhất,
phải chú ý ăn uống, không được ăn đồ mang tính kích thích. Anh nghe thấy chưa? Thứ hai là không được nóng giận. Nếu anh mà kích động là sẽ dễ làm cho bệnh tái phát. Nghe rõ chưa? Chủ nhiệm Ninh, anh là bác sĩ ưu tú của khoa thần kinh chúng ta, cho nên anh phải chú ý sức khỏe nhiều vào. Đồng nghiệp với nhau cũng nên quan tâm đến nhau một chút. Ừ, được. Còn cái này mỗi ngày 3 lần, phải uống đúng giờ đó. Ừ, đây đưa cho tôi. Uống đúng giờ nha. Ừ. Đi. Ê, không sao. Chậm thôi. Đi nha lão Trần. Ừ. Cảm ơn anh nha. À. Đi thôi. Buông ra đi. Tới nhà rồi thầy Ninh. Cảm ơn. Không có gì. À, thuốc trong túi nhớ phải uống đó. Hôm nay em vất vả rồi. Nè, em có muốn lên không? Thôi không cần đâu. Em còn ít đồ ở chỗ anh, tiện thể lấy về luôn. Cũng được, để em đi đậu xe. Anh đợi ở thang máy. Ừ. Cửa đã mở. Vào đi, không cần thay giày đâu. Nên tưởng nó thích nên anh chưa bỏ mà giữ lại. Ờ,